Nangachami. Tutiyampe Bhutang Sanangachami. Tutiyampe Thammang Sanangachami. Tutiyampe Sanghang Sanangachami. Tatiyampe Bhutang Sanangachami. Tatiyampe Thammang Sanangachami. Tatiyampe Sanghang Sanangachami. Ittipiso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Jana Sampanno Sugato Loka Vidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manusanam Buddho Bhagava Sinatthi Me Saranam Anyam Buddho Me Saranam Varam Etaina Sanchavat Jai na ho tu me jaya mangalam uttamange na vandeham padapam samvaruttamam buddheyo kalito doso buddho tamatuttam mamam Svāsato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipastiko Opanayiko pachyattam veditap bovinyohi Sinatthi me saranam anyam dhammo me saranam varam Etaina sabjavacchena hotu me jaya mangalam Uttamangena vandeham dhammam chaduvitam varam Sammeyo kalito doso dhammo tamatuttam mamam suppatthipanno bhagavato. Bhagavato Savaka Sangho Ahunayo Ahunayo Dankinayo Anjalikaniyo Anuttarang Punyakhetam Lokasa Sinasi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Ete Nasabjawat Jaina Hotume Jayanang Ngelang Uttamang gây na vang đầy hăng sang thanh cha đuôi thóp tâm hăng sang khê dô khá lý tô đô tô sang thô khá mạ phú tăng mạ măng vang đà mi chê vi văn sắp bằng sắp át thà nê su pát tích tí tăng xà rì rì ká thà tu ma ha bồ tình bút thà rù băng sá ká lăng sá đà Tam Buddha Attha Visanja Dada Sanja Sahat Sake Panja Sata Sahat Sani Namami Sirasa Aham Te Sangham Manja Sanghanja Adare Namami Aham Namakara Nupawe Nahamtwa Sap Deu Patta Ve Aneka Antaraya Pivinas Tantu asse sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvi tati sahasta keda sata sahasta ninamami sirasa aham te sangham mancha sangham cha adare namami ham namakara nupave naham tva sabbe upat Tawe aneka antaraya divinastam duase sato sambuddhe navuttara satte atta chattati sasahasta ke misri sati sata sahasta ninamami sirasa aham te sangham manja sangham cha adare nanamami ham
Nam a ca ra nu pha we na ham toa sap de u pap da we ane ka antara ya piwina santu ase ta to sap de purati maya di saya sap ta we ra suki hon tu sap de purati Ti maya nuri saya sata awera suke hontu sabde daki naya di saya sata awera suke hontu sabde daki naya nuri saya sata awera suke hontu sabde pati maya di saya sata Awe ra su khe hon tu sap de pat chi ma ya nu di sa ya sa ta Awe ra su khe hon tu sap de ut ta la ya di sa ya sa ta Awe ra su khe hon tu sap de ut ta la ya nu di sa ya sa ta Awe ra su khe hon tu sap Be upari maya di saya sata Awe ra suke hontu sap Be hati maya di saya sata Awe ra suke hontu sap Be sata Awe ra hontu sukita Hontu nit dukta Hontu apya patya Hontu anika Hontu di Kayuka hontu aroga hontu sampati hisamit jantu suki atta nang pariharan tu dukkha patta janit dukkha payat patta janit paya soka patta janit soka hontu sabbe pipanino Akasattha ca kumbhattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha ca kumbhattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha Jakummatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumo Dantu Kirang Rakham Tuno Sada Idang Wasano Punyang Astawakaya Wahang Otu Anagate Kale Xà thú, xà thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Xin chào lớp. Giờ hôm nay chúng ta học phần nhóm tâm sắc giới thứ hai, đó là tâm quả sắc giới. Sư đọc bài trước rồi sau đó mời lớp đọc bài. Sư con chưa thấy màn hình bài học ạ. Thấy chưa lớp à, thấy mà dạ, bên con thấy đó. Rồi ạ, bài học thấy rõ. Sao con dạ. Không thấy của con? Bài học thấy rõ ạ. Thì bóp nãy giờ rồi mà sao dạ, không dạ, thấy? Dạ có ạ. Có rồi thưa sư.
rupa vajra chitang rupa vajra vipaka chitang chitaka vijara piti sukhe kakata sahitang patamakana vipaka chitang vijara piti sukhe kakata sahitang bhuti achana vipaka chitang piti sukhe kakata sahitang tati achana vipaka chitang sukhe kakata sahitang chatukhachana vipaka chitang upeke kakata sahitang panchamachana vipaka chitang piti panchapi rupa vajra vipaka chitani nama. Hai lần nữa. Rupa vajra chitang rupa vajra vipaka chitang vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang patthamacchana vipaka chitang vichara piti sukhe kakata sahitang dutiyacchana vipaka chitang piti sukhe kakata sahitang tatiyacchana vipaka chitang sukhe kakata sahitang chatukhachana vipaka chitang upekhe kakata sahitang panchamachana vipaka chitang jeti imani panchapi rupa vajra vipaka chitani nama. Thì ở đây cái phần Bali này nó chỉ khác với cái bài hôm trước, đó là mình thay cái chữ Kusala bằng cái chữ Vipaka thôi. Ở đây mình có Rupa Vajra Vipaka Chitang, tức là tâm của sắc giới. Rồi mình có Vitakka là tâm Vichara. Có bi tắc cá tầm bi cha rá là tứ phi tí là hỷ xúc khác xúc khê các ta đây là xúc khác với e các ta là xúc khác là xã e các ta là định sahi tăng sahi tăng ở đây mình dịch cùng với patthamacchana vipaka chitang là tâm quả sơ thiền, tâm quả sơ thiền ở đây dịch có dịch đây tóc ý tí thì tâm quả sơ thiền có tâm tứ thị lạc định. Câu số 2 thì nhị thiền thì có vichara là tứ pi tí là hỷ xúc khác là xả là e các ta là định rồi sahi tăng bhuti yacchana vipaka chitang là tâm tâm quả nhị thiền có tứ hỷ lạc định. Số 3 thì có tam thiền có pi tí là hỷ xúc khác là xả e các ta là định sahi tăng cùng với hoặc là có tati yacchana vipaka chitang là tâm quả tâm thiền có hỷ lạc định. Rồi số 4 thì có xúc khác lạc e các cát ta là định sai tăng cùng với hoặc là có chatutthachana vipaka chitang. Chatutthachana tức là tứ thiền, vipaka là quả, tăng là tâm quả tứ thiền có lạc và định. Thứ năm thì có upekha là xả, ekakata là định, sahi tăng là cùng với panchamacchana vipaka chitang jeti. Thế này mình có là panchamacchana vipaka chitang, tức là tâm quả ngũ thiền có xả và định. Rồi đây mình có imani panchapi rupa vajra vipaka chitani nama, năm tâm này
gọi là năm tâm quả sắc giới. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phúc thì chung mời lớp đọc bài. Dạ, dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ xin mời quý vị. Dạ thưa sư, con xin đọc bài trước ạ. Rupa vacara cittang rupa vacara vibhaka cittang vitakka vichara bhiti sukhe kakkata sahitang bhatamaccana vibhaka cittang vichara bhiti sukhe kakkata sahitang dutiyacchana vibhaka cittang bì ti su khề các ca tà sa hi tăng ta ti giác trà na quy bà ca chi tăng su khề các ca tà sa hi tăng cha tu thách trà na quy bà ca chi tăng u bách khề các ca tà sa hi tăng bành cha mách trà na quy bà ca chi tăng chề ti mà ni bành cha bi ru bà qua cha ra quy bà ca chi tăng ni na mắt. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, xin mời Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc bài. Rupa vachakra cittang. Rupa vachakra vipaka cittang. Vitakhe vichā grabiti sukhe. Kharata sakhitang. Pathaya mak. Yathana vipaka cittang. Vicha grab biti sukhe karata satitang duti yakti thana vika kachitang biti sukhe kayata sahitang tati yak thana vibhaka chitang sukhe kayata sahitang chatutha chatutha thana vi vipakha chittang ubbekhe kharata sahitang bancha ma tha na vipakha chittang seti imani bancha pi rupa vacchakra pi paka chittani na ma. Dạ con xin hết ạ. À. Lên tập nghe người ta đọc cái nhiều lên, đọc còn yếu quá. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Rupa vachana Rupa vachara chittang Rupa vachara quý ba cá chittang quý tắc cá quý cha rá đi tí xú khê các cá ta sa hí tăng bách bát tham mách cha ná quý ba cá chí tăng quý cha rá đi tí xú khê các cá ta sa hí tăng đô tí giách cha ná quý ba cá chí tăng bì tí xú khê các cá ta sa hí tăng ta tí giách cha ná quý ba cá chí tăng xú khê các cá ta sa hí tăng cha tốt thách cha ná quý ba cá chí tăng u bách khê các gá tà xá hí tăng bành cha mách cha ná quý ba cá chí tăng chê xí yếm mà ní bành cha bí rù bà quá cha rá quý ba cá chí tăng ní nà má. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Rù ba quá chá rá chít tăng, rù ba quá chá rá quý ba cá chít tăng, quý tắc cá quý chá rá bị tí xúc hề ê cá gát tà xá hí tăng, bà thá mắt chá ná quý ba cá chít tăng, quý chá rá bị tí xúc hề cá gát tà xá hí tăng, đù tí dắt chá ná quý ba cá chít tăng, bị tí xúc hề cá gát tà xá hí tăng tà tát tí yết cha na quý bà cá chít tăng su khê cá gá tà sa hi tăng chất tú thách cha na quý bà cá chít tăng u bết khê cá gá tà sa hi tăng
bành cha mắt cha na quý bà cá chít tần chê tí y mà ní bành cha ví rù bà quá chá rá quý bà cá chít tà ní nà má. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Rupa vachara cittang, rupa vachara vipaka cittang, vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang, patamachana vipaka cittang, vichara piti sukhe kagata sahitang, tutiyachana vipaka cittang, piti sukhe kagata sahitang, tatiyachana vipaka cittang, sukhe kagata sahitang, chatuthaichana vipaka cittang, upekhe kagata sahitang, panchamachana vipaka cittang cheti, imani panchati, rupa vachara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ. Dạ thưa sư xin đọc. Rupa vachara cittang, rupa vachara vipaka cittang, vitakka vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang patamaccha na vipaka cittang quý chà ra bì tí su khề cách ghé tè trẻ hạ sẽ hít tăng đu tí dắt chè đu tí dắt chè ná quý bà ca chít tăng bì tí su khề cách ghé tè sẽ hít tăng tà tí dắt chè ná quý bà ca chít tăng su khề cách ghé tè sẽ hít tăng chè tút thắt chén ái quý bà ca chít tăng, u bế khề ca gắt tè sa hi tăng bần chá mắt chén ái quý bà ca chít tăng chề tí ý mà ní bần chá bí rù bà quá chá ré quý bà ca chít tăng ní nà má. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Sư con xin đọc bài ạ. Rupa vachara cittang, rupa vachara vipaka cittang, vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang, patamachana vipaka cittang, vichara piti sukhe kagata sahitang, lutiyachana vipaka cittang, piti sukhe kagata sahitang, tatiyachana vipaka cittang, sukhe kagata gata sahi tang chatut thap cha na vipaka chit tang upekhe kak gata sahi tang panchamat cha na vipaka chit tang che ti imani panchapi rupa vachara vipaka chit ta ni nama. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Rupa vachara cittang, rupa vachara vipaka cittang, vitakka vichara piti sukhe kagata sahitang, patamacchana vipaka cittang, vichara piti sukhe kagata sahitang, dutiyacchana vipaka cittang, piti sukhe kagata sahitang, tatiyacchana vipaka cittang sukhe kagata sahitang chatuthaichana vipaka cittang upekhe kagata sahitang pancha macchana vipaka cittang cheti imani pancha bi rupa vachara vipaka cittani nama. Thưa sư, con đã đọc xong rồi. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Rupa vachara cittang, rupa vachara
chara vi pa ca chi tăng vi tách ca vi cha ra pi ti su khê cách gát ta sa hi tăng pa tha ma kha na vi pa ca chi tăng vi cha ra pi ti su khê cách gát ta sa hi tăng đu ti giác kha na vi pa ca chi tăng cha na vi pa cách chi tăng pa ti su khê cách ga ta sa hi tăng ta ti giác kha na vi pa kha chi tăng su khê cách ga ta sa hi tăng cha tu thách kha na vi pa kha chi tăng u bách khê cách ga ta sa hi tăng bằng cha mách kha na vi pa cách chi tăng chê tí y mà ní bằng chá bí rù bà qua cha ra vi bà cách chi tà ní nà má. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài rù bà qua cha ra chi tăng rù bà qua cha ra vi bà cá chi tăng vì tất cả vì cha ra tu tí su khê các ta 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 hi tăng tất cả mắt cha ná vì ba các cá chít tăng vì cha ra tu tí su khê các ta 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 hi tăng đu tí sách cha ná vì ba cá chít tăng vì tí su khê các ta 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 hi tăng ta tí sách cha ná vì ba cá chít tăng su khê các gia ta sa hi tăng cha thức khách cha nã vi pa ca chức tăng u bế khê các gia ta sa hi tăng tăng cha mắt cha nã vi pa ca chức tăng chê tí ý ma ní bằng cha tí ru pa va cha ra vi pa các chức tăng ní ca chức tăng ní na mã. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Rupa vacara cittang, rupa vacara vipaka cittang, vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang patamacchana vipaka cittang, vichara piti sukhe kakata sahitang, rutinyacchana vipaka cittang, piti sukhe kakata sahitang, tatiyacchana vipaka cittang, su khe kakata sahitang, tu thách cha na vi pa ka chitang, upe khe kakata sahitang, pancha mat cha na vi pa ka chitang, che ti imani pancha pi rupa vachara vi pa ka chitani nama. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu An ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư và con xin đọc bài rupa vachara tăng rupa vacara vipaka cittang vitakka vichara piti sukhe gatta sahitang patha macchana vipaka cittang vichara piti sukhe gatta sahitang dutti yat chana vipaka cittang piti sukhe gatta sahitang tati yacchana vipaka cittang sukhe gatta sahitang chatutthacchana vipaka cittang oppekke gatta sahitang panchamacchana vipaka tăng chế ti ima ni phan cha phi phu ru pa va cha ra vi pa ca chi ta ni na ma. Dạ thưa sư con kính cảm ơn. Dạ xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ru pa va cha ra chi tăng rù bà quá cha rá quý bá cá chích tăng quý tá cá quý cha rá
bí tí xúc khê các gá ta sa hi tăng bà thá ma chá ná bi quý bà cá chít tăng quý chà rá bí tí xúc khê các gá ta sa hi tăng bú tí già chá ná quý bà cá chít tăng bì tí su khê các gác ta sa hí tăng ta tí gia chá ná quý bác ca quý bà cá chích tăng su khê các gác ta sa hí tăng chắc tú thà má chắc tú thà chanh quý bà cá chích tăng úp bếch khê các cá ta sa hí tăng bàn chá má bàn chá má ha vi bát cá chít ta chê tí y ma ní bàn chá bí ru bá quá chá rá vi bát cá chít ta ní na má. Dạ thưa sư, con đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ, con kính cảnh lễ sư, con xin phép được đọc. Rupa vacara cittang rupa vacara vipaka cittang vikkha vicchara piti sukhe khaggata sahitang paṭṭhamacchana vipaka cittang vicchara pi vichara phi thi su khe khắc gá ta sa hi tăng du ti ya cha na vi pa kha chi tăng phi thi su khe khắc gá ta sa hi tăng ta ti ya cha na vi pa kha chi tăng su khe khắc gá ta sa hi tăng chát thút tha cha na vi pa kha chi tăng upe khe khắc gá ta sa hi tăng bành cha mắt cha na quý bà ca chi tăng chê tí đi mà ni bành cha phi phi ru bà quát cha ra quý bà ca chi ta ni na má. Dạ con xin cảm ơn. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ thưa sư hết ạ. Rồi bây giờ chúng ta học bài. Đây là phần 15 tâm thiện sắc giới. 15 tâm sắc giới rupa vacara citta. Tìm có 5 tâm thiện sắc giới rupa vacara kusala citta làm một phần trước. Rồi 5 tâm quả sắc giới đó là rupa vacara vipaka citta tâm bài mình học hôm nay. Rồi chúng ta còn có một bài nữa là 5 tâm tố sắc giới rupa vacara vipaka citta. Giờ phần tâm quả sắc giới thì học các mục sau. Một là định nghĩa, hai là phần bài học, đó là năm tâm quả sắc giới. Ba đó là tâm quả sắc giới phối hợp với tâm sở. Bốn là phần sự của tâm quả sắc giới. Năm tâm quả sắc giới nương môn. Sáu tâm quả sắc giới nương Phật. Bảy tâm quả sắc giới biết cảnh. Tám là tâm quả sắc giới sinh ở hàng người. Chín tâm quả sắc giới sinh ở các cõi. Bài này thì mình chỉ có 9 phần. Và phần số 1 đó là phần định nghĩa. Tâm quả sắc giới đó là những tâm mà thành tựu do tâm thiện sắc giới tạo ra bằng năng lực vì thời nghiệp duyên.
là tạo thì tạo ở trong đời sống hiện tại. Nhưng mà đến khi mà nó cho quả thì nó cho quả ở cái kiếp sau đó. Tức là sau cái tâm quả sắc giới ấy, nó cái tâm thiện sắc giới ấy, mình tạo nó có thể cho quả ở trong đời sống hiện tại, hoặc là ở trong sau cái kiếp đó, hay là những kiếp sau nữa. Tức là trong cái đời sống luân hồi, chỉ cần có điều kiện thì cái tâm thiền, cái tâm quả sắc giới, tâm quả, tâm đại quả đó, nó có điều kiện là nó cho quả. Và trong tâm bất thiện thì cũng vậy, là mình chỉ cần tạo một lần thì hãy có điều kiện là nó cứ cho quả, cho đến khi nào mà mình chấm dứt sự luân hồi thôi thì nó mới không có điều kiện cho quả nữa. Nhưng mà các tâm thiền thì nó không phải như vậy. Dù mình chứng đắc được thiền, nhưng mà cái tâm quả đó nó cũng chưa có xuất hiện. Và đến khi mình, ví dụ nếu mà mình không bị hoài thiền thì khi mình mạng chung thì cái tâm quả đó mới đưa đến cảnh giới tái sanh. Và cái cho quả của tâm thiền á, là nó chỉ cho một lần thôi. Tức là mình chứng đắc thiền nào đó, sau khi chết sanh về cảnh giới tương xứng, và khi mình sanh về cảnh giới đó thì mình cái tâm, nếu mà mình không có tu tập thiền trở lại thì khi mình hết tuổi thọ ở tại đó thì mình sanh trở lại cõi, ví dụ như là sanh trở lại cõi trời hoặc là cõi người, chứ mình không có sanh lại ở cõi thiền đó nữa. Dạ, nó chỉ cho một lần thôi. Thì đó cũng là điểm khác biệt giữa tâm quả, tâm đại quả hay là tâm quả dục giới với tâm quả dục giới hữu nhân với tâm quả sắc giới, và tâm quả thiện, tâm quả bất thiện. Ở trong quả bất thiện hoặc là quả thiện dục giới hữu nhân thì tạo một lần thì nó cho quả ở nhiều trường hợp khác nhau. Tức là có thể là ở hiện báo nghiệp, ở sanh báo nghiệp, ở hậu báo nghiệp. Nhưng mà ở đối với tâm thiện sắc giới á, thì khi mà nó cho quả thì nó chỉ cho quả một lần, tức là sau kiếp sống đó. Thứ hai đó là phần bài học, đó là năm tâm quả sắc giới. Phần này là mình phải học thuộc lòng. Thì nếu mà hôm trước mình đã học thuộc lòng được cái tâm tâm thiện sắc giới rồi á, thì hôm nay mình học tâm quả nó không có khó. Tức là có số 1 là gì? Hôm trước tâm thiện vitakka vichara paiti sukhe kakata sahitang vathamachana kusala chitang. Thì hôm nay mình sẽ đổi lại, đó là vitakka vichara paiti sukhe kakata sahitang vathamachana vipaka chitang. Đổi vậy thôi. Thứ hai đó là mình có vichara paiti sukhe kakata sahitang dutiyachana kusala chitang. Thì mình đổi lại, đó là vichara paiti sukhe kakata sahitang vathamachana vipaka chitang. Thứ ba là paiti sukhe kakata sahitang tatiyachana kusala chitang. Thì mình đổi lại, đó là paiti sukhe kakata sahitang tatiyachana vipaka chitang. Số 4, sukhe kakata sahitang chatuthachana kusala chitang. Tìm đổi lại, đó là sukhe kakata sahitang
chana vipaka chitang. Rồi số 5 đó là upekhe kakata sahitang panchamachana kusala chitang, thì đổi lại nó là upekhe kakata sahitang panchamachana vipaka chitang. À, thì đổi lại thành đổi chữ kusala thành cái chữ vipaka. À, thế là mình đã nhớ được năm tâm quả sắc giới. Rồi tới tâm tố thì mình chỉ đổi là năm tâm tố sắc giới thôi. Mình chỉ cần học thuộc năm tâm thiện sắc giới thì mình có thể thuộc được là tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới. À, trong Bali thật ra nó dễ thuộc, nó không có khó. À, trong tiếng Việt mình làm có thể bị khó đó là mỗi người họ dịch một cái cách dịch khác nhau. Cho nên nhiều khi mình đọc bản này xong cái mình đọc bản kia cái nó bị lúng túng. Dạ. Nhưng mà ở trong Bali thì hầu như các bản là thống nhất với nhau như là 100%. Dạ. Nhất là cái bản Thắng Pháp Tập Vô Luận này là một cái bản mà ở các sư Phật giáo theo cái truyền thống bên Theravada này hầu như các sư là phải học thuộc lòng hết. Tại có nhiêu đây thì nó chẳng có gì. Dạ. Rồi, đó là phần phần số 2. Phần bài học là mình phần phải học thuộc lòng. Số 3 đó là tâm quả sắc giới phối hợp với tâm sở. À, tâm quả sắc giới phối hợp với tâm sở. Bây giờ trước tiên là mình tìm cái phần tổng quát. Tổng quát thì mình lấy nó 13 tâm sở tờ tha trước. Rồi 25 tâm sở tình hảo. Dạ. Nhưng bây giờ trong 13 tâm sở tờ tha thì ở trong trường hợp thứ 5 là mình thấy là nó màu xanh. Màu xanh tức là thọ hỷ. Cho nên chúng ta chắc chắn là chúng ta bỏ cái thọ xả thì chúng ta bỏ cái chữ pi tí ra. Rồi chúng ta kiểm tra lại từng chi thiền. Đó là thí dụ như là thứ nhất thì nó có là tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà thứ hai thì nó chỉ có là tứ hỷ lạc định thì bỏ nó ra nữa. À, thì chúng ta sẽ lấy được trong 13 tờ tha đó nó còn lại bao nhiêu. Rồi 25 tâm sở tình hảo. Hôm trước mình học ở trong phần tâm thiện á, thì vì trong lúc hành giả mà ngồi thiền á là họ chỉ tập trung vào cái đề mục của mình thôi. Cho nên nó không có giới. Cho nên ba giới phần là không có. Dạ. Nói như vậy đừng có hiểu lầm là người tu thiền không có giới. Không có phải như vậy. À, đừng nghĩ là người tu thiền không có giới. Không phải như vậy. À, nó chỉ là không có trong lúc mà tâm đang tập trung niệm cái đề mục đó thôi. Còn nếu mà người ta, ví dụ trong lúc thư giãn, à, hoặc là trong lúc làm công việc khác thì người ta có tác ý dưỡng giới thì vẫn bình thường, chứ không phải là người tu thiền không có giới. Mình hiểu như vậy là sai đi. À, là trong cái tâm thiền đó đó, à, trong cái tâm thiền đó nó không có giới, không có giới phận. Thứ hai đó là cho nên là ba giới phận mình bỏ nó đi. À, ba giới phận bỏ nó đi. Rồi trí thì chắc chắn phải có. À, tại ở trong tâm thiện này là mình tu làm đã có trí rồi nó mới chứng đắc được thiền. Thì do cái kết quả, do cái nhân ban đầu nó tạo đó là nó có trí, cho nên đến khi nó có quả thì nó vẫn là quả hợp trí. À, tầm quả hợp trí, mặc dù ở đây người ta không để hợp trí ly trí, nhưng mà nó chắc chắn là nó phải hợp trí. Tại nó được tạo từ cái tâm hợp trí. Dạ, yeah, từ cái tâm hợp trí. Cho nên nó chắc chắn nó phải có trí. Riêng bi với tùy hỷ á, thì ở trong tâm thiền á, ở trong tâm thiền á, hôm trước mình học đó là bi và tùy hỷ á, nó chỉ có là khi hành giả chọn cái đề mục đó để tu tập. Thì đến khi chứng đắc thiền á, thì mới có cái tâm đó.
Còn nếu mà hành giả, ví dụ như là hành giả chọn đề mục tu mà xanh vàng đỏ trắng gì đó, thì đến khi tu tập thì nó có bi và tuệ hỷ. Đến khi tu tập chứng đắc thiền thì nó có bi và tuệ hỷ. Thì nếu mà ở trong tâm thiện mà không có bi và tuệ hỷ đó, thì ở trong tâm quả nó cũng không có bi và tuệ hỷ. Còn nếu mà ở trên tu tập mà chọn đề mục bi hoặc là tuệ hỷ, thì ở dưới nó mới có bi hoặc là tuệ hỷ. Như vậy tổng quát là mình có bao nhiêu? Ở trên thì mình lấy 13, tạm là mình lấy 13. Ở dưới thì mình bỏ 3, 25 mà mình bỏ 3 ra, thì nó còn lại đó là 22. Như vậy tổng quát thì mình có là 35 tâm sở, 13 tâm sở tự tha với 22 tâm sở tình hảo, từ 7 phần. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên, mỗi một người tính một tâm. Dạ xin mời quý vị ạ. Ai tính được giơ tay lên để mình tập tính. Cách tập tính này là cũng để mình hiểu rõ hơn. Dạ, con kính mời cô Tu Núi Diệu Bảo ạ. Thật sự con xin tính. Tâm sơ thiền á, thì mình... Tâm quả. Dạ, tâm quả sơ thiền thì mình lấy là 13 sở hữu tự tha. Và... 19 tâm sở hữu tịnh hảo biến hành và 1 tâm sở hữu tuệ quyền, là tổng cộng là 33. Nhưng mà trong lúc mà tu thiền mà có bi đề mục bi tùy hỷ á, thì thêm 1 trong 2 tâm đó nữa, tổng cộng là 33. Tổng cộng là 13 cộng 20. Dạ, tổng cộng là 34. Còn nếu không có 33 là nhất định, 34 là bất định. Bạch sư con xin hết. Chắc chắn là 33. Dạ. Là nó có thể chắc là 34. Dạ. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ xin mời Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin tính cái tâm quả sắc giới nhị thiền. Tâm thứ hai ạ. Dạ cái gì? 13. Tâm thứ hai thì không có tầm, thì 13 sở hữu tự tha. Mình trừ đi cái sở hữu tầm thì mình còn 12, cộng với lại 19 cái sở hữu tịnh hảo là 12 với 19 là 31, cộng thêm cái sở hữu trí tuệ nữa là 32. Thì con trả lời là chắc chắn là 32. Nếu mà có thêm bi hoặc tỳ hỷ thì mình sẽ cộng 1 thì thành là 33. Như vậy là con xin có hai đáp án là 32 nhất định và 33 là bất định. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ mời những quý vị mới. Dạ xin mời Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin tính tâm quả sắc giới tam thiền ạ. Trong sở hữu, trong cái tâm sở tự tha thì trong đó sở hữu tầm và sở hữu tứ là không có, thì chỗ này là còn 11 tâm và chắc chắn là phải có tâm sở hữu trí tuệ là 12 tâm và 19 tâm sở hữu tịnh hảo biến hành. Nếu vị nào mà tu thiền trong đó có cái thiền mục tu tập bi hoặc tỳ hỷ thì có thêm một tâm nữa. Vậy là chắc chắn là 31 và có thể là 32 tâm ạ. Con xin hết ạ. Alo.
Alo, con xin tính xong xong rồi đấy ạ, không biết có đúng không ạ? Đúng không ạ, cô Phúc Bình Trung? Dạ, thưa sư, có hơi nhầm một chút xíu là cái chỗ tợ tha thì không có đưa trí tuệ ở đây, mà trí tuệ là đưa về phần tâm sở tịnh hảo, thì có 19 cộng với trí tuệ. Đã, còn ở chỗ tâm sở tợ tha thì trừ tầm tứ là còn 11 là đúng ạ. Có trí tuệ đưa lên chỗ này thì hơi bị nhầm một chút, thưa sư. Dạ, con cảm ơn ạ. Sư ra ngoài nãy sư không nghe. Dạ xin mời quý vị mới ạ. Dạ xin mời An Nhiên ạ. Dạ, thưa sư, con xin tính. Con xin tính tứ quả. Thiền tứ quả sắc giới ạ. Trừ đi tợ tha, trừ đi quả, tâm quả tứ thiền. Tâm quả tứ thiền, dạ con xin trừ đi tâm sở hữu tợ tha, xin con xin trừ tầm tứ hỷ, dạ là 13. Trừ 3 là còn 10 ạ. Cấm nhất định. Cộng thêm 1 là 1 bi 2 tỷ hỷ là 30 ạ. Nhất định 29. Có thể là 30 à. Dạ, con tính gì đúng không thưa? Tờ tha là mình lấy 10 bỏ bi dạ. Tầm tứ hỷ, tầm tứ và hỷ. Dạ. Rồi 25 19 tâm hở, tâm sở tình hảo biến hành. Dạ. Rồi tâm sở tài quyền. 20 là 30 là 20 chia là 30 rồi, chắc chắn là 30. Dạ. Yeah. Có thể là 31. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ, yeah, chắc chắn là 30, có thể là 31 rồi. Dạ còn một rồi, tâm, còn một tâm nữa, ai tính đi. Lớp quá trời người mà ai tính hả? Dạ xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin tính tâm quả ngũ thiền là 13 tâm sở tự tha, là bỏ tầm tứ hỷ là còn 10. 10 cộng với lại 19 tịnh, tâm sở tịnh hảo biến hành cộng với lại trí là 30. Vậy là có 30 tâm. Ừ, có 30. Trong trường hợp ngũ thiền thì nó không có bi và tùy hỷ, cho nên mình bỏ hẳn bi và tùy hỷ. Mình chỉ lấy 10 tâm sở tờ tha, 19 tâm sở tình hảo, còn với trí tâm sở tệ quyền, nên nó chỉ có 30. Nhớ cái đó cho người, khi cứ quen là hoặc là bi hay là tùy hỷ nữa không có. Tại bi và tùy hỷ nó chỉ có thể giúp người tu tập chứng đắc từ sơ thiền đến tứ thiền thôi. Rồi giờ chúng ta học tiếp. Đó là sự tâm quả, tâm quả sắc giới làm được bao nhiêu phần sự. Ở đây mình có 14 sự, đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự ra cảnh, sự tục sinh, sự hậu kiếp và sự tử. Thì nãy mình có nói rồi, tâm quả sắc giới á, thì khi mà người chứng đạt được thiền sau cái kiếp sống đó, thì cái tâm quả sắc giới của thiền chứng đó sẽ đưa đến cảnh giới tái sanh. Như vậy thì cái chắc chắn đầu tiên đó là tâm quả sắc giới, đó là làm việc tục sinh. Làm việc tục sinh, tức là sự tục sinh ở trong trường hợp này. Mà theo quy luật của Pháp đó là hệ tâm nào mà nó làm việc tục sinh đó,
thì tâm đó nó sẽ làm việc hộ kiếp và làm việc tử. Dạ. Cho nên hãy cái tâm nào mà nó làm việc tục sinh thì nó sẽ làm tiếp hai công việc nữa, đó là sự hộ kiếp và sự tử. Dạ. Và chúng ta nhớ ở phần lúc mà chúng ta học về tâm quả dục giới hữu nhân á, tâm quả dục giới hữu nhân thì cũng làm việc tục sinh. Vì nó làm việc tục sinh cho nên nó làm việc hộ kiếp và tử. Nhưng mà ở trong tâm quả dục giới á, nó còn làm thêm cái việc nữa, đó là làm việc na cảnh. Làm việc na cảnh. Việc na cảnh. Nó làm được bốn công việc. Làm việc na cảnh. Làm việc na cảnh. Nhưng mà ở trong tâm quả thiện, quả thiền sắc giới thì nó không có làm việc na cảnh. Dạ, tức là nó chỉ làm việc na cảnh thì nó phải sanh ở lộ ngũ môn hoặc là lộ ý môn. Dạ, nhưng mà tâm tâm tục sinh thì nó không có làm cái công việc đó. Tâm quả sắc giới nó không có làm việc đó, mà nó chỉ làm công việc tục sinh thôi. Thì nó thêm hai công việc nữa, đó là hộ kiếp và tử. Nó chỉ có ba công việc. Năm tâm quả sắc giới làm ba công việc, đó là tục sinh, hộ kiếp và tử. Ba công việc. Cái phần này thì có nói rồi, nó làm việc tục sinh ở đây đó là thí dụ như là tâm quả sơ thiền thì nó tục sinh cho chúng sanh ở ba cõi, đó là sanh về ba cõi, đó là phạm trung thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, đó là sơ thiền. Còn tâm quả nhị thiền, đó là tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền á, thì nó cho tục sinh ở ba cõi nhị thiền, đó là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Đó là tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền. Tâm quả tứ thiền nó chỉ thì nó cho tục sinh ở ba cõi tam thiền, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn tâm quả ngũ thiền á, thì nó cho tục sinh ở sáu cõi, đó là quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiền thiên và sắc tướng tánh thiên. Nhưng mà chúng ta để ý đó là năm cõi từ vô phiền thiên tới sắc tướng tánh thiên á, cõi này nó khác với cõi quảng quả thiên, đó là cái cõi này á, người này vừa chứng đắc ngũ thiền nhưng mà phải là bậc thánh A-la-hàm nữa thì mới sanh về cái cõi này được, còn không thì chỉ sanh ở cõi quảng quả thiên. Dạ. Rồi từ cái nghiệp thiền ngũ thiền này á, do cái ước nguyện nghiệp thiền chứng đắc ngũ thiền này do ước muốn của vị hành giả, cho nên là sau cái kiếp sống đó thì người này cũng có thể tái sanh về vô tưởng thiên, tức là về cõi vô tưởng. Thì đó là nói về cái phần sự của tâm quả sắc giới, tức là nó cho tái sanh ở các cõi tương xứng với cái thiền mà mình đã chứng đạt được. Rồi tâm quả sắc giới đương môn thì mình có sáu môn, đó là nhãn môn, chắc khu đoà rá, nhĩ môn, sô tá đoà rá, tỷ môn, kha ná đoà rá, thiệt môn, chí quá hà đoà rá, thân môn, ca giá đoà rá và ý môn, manu đoà rá. Thì ở đây chúng ta thấy trong năm môn á, trong năm môn á, thì vô nhãn môn thì khi nào thấy cảnh sắc, nhĩ môn thì khi nào có cảnh thinh,
tỷ môn thì khi nào có cảnh 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 mùi, thiệt môn thì khi nào có cảnh vị, thân môn thì khi nào có cảnh xúc, và ý môn thì khi nào có cảnh pháp. Thì lúc bây giờ tâm nó mới sanh khởi, tâm sanh khởi. Quả trong trường hợp này á, điều đề cập đó là ở trong đời sống thường nhật hàng ngày, và ở trong đời sống hàng ngày thì tâm nó sẽ sanh khởi qua các lộ này. Nhưng mà chúng ta thấy là tâm quả sắc giới á, tâm quả sắc giới ở trong đời sống hàng ngày nó không có sanh, mà nó chỉ sanh là sao? Khi mà nó làm việc tục sinh. Dạ. Yeah. Vì khi mà nó sanh nó làm việc tục sinh á, lúc đó nó không có môn nào hết. Dạ, yeah, nó không có môn nào hết. Cho nên tâm quả sắc giới đó là nó không có nương môn. À, không có nương môn. Thứ hai đó là vật. Vật thì mình có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì ở đây tâm quả sắc giới thì nó chỉ nương đó là ý vật, chỉ nương ý vật. Và nương nhất định là vì sao? Vì cái tâm này á, nó chỉ sanh ở cõi đó là sắc giới. Ngoài cõi sắc giới ra thì nó không có sanh ở cõi nào nữa. Mà cõi sắc giới đó là cõi tâm mà phải nương vật để mà sanh lên. Tiếp theo đó là phần bảy là mà đó là phần tâm quả sắc giới là biết cảnh. Thì ở đây mình học chi tiết về cảnh, đó là mình có 16 cảnh. 21 cảnh, xin lỗi. Tức là mình có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc. Là 5 cảnh mà từ hôm đó hôm nay mình học. Rồi mình có cảnh ngủ. Cảnh ngủ ở đây thật ra đó là gom lại, gom cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, đặt lại cho một cái tên của nó là cảnh ngủ, chứ là thật ra nó không có cảnh ngủ nào. Yeah. Tức là thí dụ như là ở trong một cái môi trường mà mình vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi mùi, vừa nếm vị, vừa xúc chạm, thì người ta đặt lại cho nó một cái cảnh xúc, cảnh ngủ. Chứ thật ra tâm mình thì khi nó biết thì nó chỉ biết, cho dù năm cảnh đó xuất hiện trong cùng một lúc, nhưng mà hễ cái cảnh nào mà nó thuộc về cái cảnh lớn, cái cảnh nào nó thuộc về cái cảnh rất lớn hoặc là cái cảnh rất rõ, thì tâm nó sẽ bắt cái cảnh đó trước. Cho nó không thể nào nó bắt mỗi một lần đủ 6 cảnh. Dạ. Yeah. Nhưng mà ở đây cái gom lại người ta đặt một cái tên cho nó như vậy thôi. Cảnh pháp. Cảnh pháp tức là cái nào ngoài cái cảnh hiện tại này đang diễn ra, thì cảnh đó thuộc về cảnh pháp. Cảnh chân đế đó là chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Cảnh chế định đó là chỉ theo cho cái quy ước, ví dụ như là người nam, người nữ, đồng hồ, điện thoại gì đó, cái đó là cảnh chế định. Cảnh dục giới là chỉ cho tâm dục giới, tâm sở, sắc pháp thuộc về dục giới.
cảnh đáo đại nó là chỉ cho tâm, tâm sở. Về sắc giới, cảnh danh pháp ở đây đó là chỉ cho tâm và tâm sở. Niết bàn cũng là cảnh danh pháp, nhưng mà tâm và tâm sở là danh pháp của vi, còn niết bàn là danh pháp mà vô vi. Cảnh sắc pháp thì là chỉ cho sắc pháp, cảnh quá khứ tức là chỉ cho cái gì nó đã qua, cảnh hiện tại thì cái gì đang diễn ra, cảnh vị lai thì cái gì mà nó sẽ đến. Rồi có cảnh hiện cảnh ngoài thời. Cảnh ngoài thời ở đây tức là cái gì mà nó không có phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Dạ. Thì cảnh ngoài thời ở đây mình có hai trường hợp. Một đó là cái chế định. Cái chế định nó hoàn toàn nó không phụ thuộc vào hiện tại, quá khứ hoặc là vị lai, và niết bàn cũng không phụ thuộc vào cái cảnh của thời gian, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi cảnh nội phần đó là chỉ cho cái tâm sở sắc pháp mà thuộc về cá nhân của mỗi một người. Cảnh ngoài thân thì chỉ cho tâm sở sắc pháp thuộc về ngoài thân. Cảnh nội ngoài thân thì gom hai cái đó lại. Thì đó là 21 cảnh. Giờ chúng ta xem coi tâm sắc giới, tâm quả sắc giới nó có khả năng nó biết được cái cảnh nào, biết được bao nhiêu cảnh. Thì ở đây mình có 5 tâm quả sắc giới nó biết được đó là 4 cảnh. Thứ nhất là cảnh pháp. Cảnh pháp là sao? Cảnh pháp tức là nãy mình nói đó là cảnh pháp tức là cái gì mà nó nó ngoài tâm sở, nó ngoài cái cảnh hiện tại, ngoài cái cảnh hiện tại thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Thứ hai là cảnh chế định, tại người tu thiền á, người tu thiền thì lấy cái đề mục ví dụ như là xanh vàng đỏ trắng gì đó, đó là cái đề mục mà chế định. Và do tu cái đề mục chế định đó cho nên đến khi có cái tâm quả thì nó cũng có cái đề mục đó là chế định. Cảnh ngoài thời ở trong trường hợp này là cũng chỉ cho chế định, tức là nó ngoài thời gian. Cái xanh vàng đỏ trắng đó là nó ngoài thời gian, vượt thời gian cái quy định. Thì thật ra là nó cũng thuộc về chế định. Cảnh ngoại phần. Cảnh ngoại phần ở đây tức là cái sắc pháp thuộc về bên ngoài. Thì tức là người tu tập thiền, ví dụ họ lấy đề mục đất nước lửa gió gì đó, thì đó là cái sắc pháp mà thuộc về bên ngoài, thuộc về ngoại phần. Thì khi mà tu tập cái đề mục đó đến khi chứng đắc thiền thì tâm quả nó cũng có cái cảnh đó, và nó cũng biết được cái cảnh đó. Thì đó là 4 tâm quả sắc giới, nó biết được 4 cảnh như vậy. Thứ hai đó là nói về người. Thứ 8 là nói về người.
tức là mình có 12 hạng người: người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Kể đây khi nói đến thiền á, là mình lập tức là mình phải nhớ đến là người tam nhân thì mới có thể chứng đạt thiền. Thì chúng ta sẽ loại bỏ được người khổ, người lạc vô nhân và người nhị nhân, loại bỏ được ba hạng người phàm. Rồi một cái ý thứ hai nữa mình cần phải nhớ đó là bốn người đạo nó chỉ là bốn sắc na tâm đạo, cho nên mình loại bỏ thêm bốn người đạo nữa. Thì 12 mà nãy mình bỏ 3 rồi bỏ 4 rồi mình bỏ 7 rồi. Thì nó chỉ còn lại là 12 mà bỏ 7 thì còn lại là 5 hạng người thôi. 5 hạng người. Thì 5 hạng người ở đây đó là người tam nhân và 4 thánh quả. Các hạng người quả này thì người ta có thể chứng đắc được thiền trước đó, hoặc là sau khi chứng đắc được đạo quả xong người ta mới tu tập thiền rồi chứng đắc được thiền. Cho nên người quả này thì nhờ việc tu tập thiền đó có thể đưa họ tới cái tái sanh. Là không phải tâm quả đưa đến tái sanh, mà là do tâm thiền, tâm thiền dục giới, hoặc là tâm thiền sắc giới hay là vô sắc giới đưa đến tạo ra cái tâm quả đưa đến cảnh giới tái sanh. Năm hạng người: phàm tâm nhân và bốn thánh quả. Phàm tâm nhân và bốn thánh quả. Tiếp theo đó là mình nói về cõi. Thì mình có 31 cõi, đó là 11 cõi dục giới. Mình có địa ngục, bằng sanh, ngạ quỷ, Atula, nhân loại, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau súc, hóa lạc, tha hóa tự tại, phạm chúng thiên, phạm phù thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên, sắc cú quánh thiên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hôm trước mình học ở tâm thiện á, tâm thiền thiện á, thì ngoài từ bốn cõi khổ, bốn cõi vô sắc, rồi cõi vô tưởng, thì các cõi còn lại á, thì các tâm thiền thiện có thể có mặt. Nhưng mà ở tâm quả thì nó không phải như vậy. Tâm quả thì nó không phải như vậy. Là ngay cả trong bảy cõi vui dục giới, tâm quả nó cũng không có mặt ở đó. Lý do, thí dụ như là nếu người đó tu tập chứng đắc được sơ thiền, thì sau khi chết đó là tâm quả sơ thiền á, nó đưa tái sanh ở ba cõi sơ thiền, tức là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cho nên tâm quả này nó chỉ có mặt ở đây. Nếu mà người đó tu tập chứng đắc được nhị thiền và tam thiền á, thì sau khi chết cái tâm quả đó nó đưa đến tái sanh ở thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Thì cái tâm quả đó nó chỉ có mặt ở đây, ở ba cảnh giới này. Nếu người đó tu tập chứng đắc được tứ thiền á, thì sau khi chết thì tái sanh về thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên và biến tình thiên, là chỉ có mặt ở ba cõi này. Còn nếu mà người đó chứng đắc được ngũ thiền thì sau khi chết tái sanh về sáu cõi, sáu cõi ngũ thiền: đắc quảng và thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên. Và cõi vô thượng tướng thì không phải tâm quả nó đưa đến tái sanh, mà do cái nghiệp tạo và cái nguyện vọng của hành giả tu tập. Cho nên ở đây các tâm quả nó chỉ có mặt đó là ở các cõi sắc giới.
ở các cõi sắc giới, tức là ở cõi ở 10, ở đây mình có là 10, mình có 16 cõi sắc giới, nhưng mà cõi vô tưởng thì không có. Thì mình nói tổng quát lại thì nó có 15 cõi sắc giới. À, chỉ có thể có mặt ở 15 cõi sắc giới. Nhưng mà nó theo lĩnh vực ha. Tức là sơ thiền thì ở 3 cõi sơ thiền, nhị thiền thì ở 3 cõi nhị thiền, tam thiền thì có mặt ở 3 cõi tam thiền, ngũ thiền thì có mặt ở 6 cõi tứ thiền. À, thì đó là liên quan đến cõi một cái phần bài học ngày hôm nay. Rồi mình kết thúc bài học ở đây. Rồi mời cô Phú Vị Trung cầm mic cho hồi hướng để cho được. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm quả sắc giới ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Tha, dạ. Con kính thiền sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong gom hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Dewana Gamahitika Punyang No Anumodam Tuchirang Rakhantu Sasanang Akasatha Javamatha Dewana Gamahitika Punyang No Anumodam Tuchirang Rakhantu